Trời mưa tầm tã. Ơ chả thấy mưa đâu nhỉ? Đấy. Quay chả thấy gì đâu. Đây đây, cho coi đây. À, rất là mưa. Hắt hết rồi. Để uống cà phê, ăn hoa quả nha. Mưa. Ở nhà. Đi bơi. Nha. Anh phải đi bơi. Ăn bơi mưa hả? Bơi mưa. Ừ thôi. Đùa chị à? Thế mà. 1 2 3 Mẹ sẽ đi bơi. Mở. Tôi giới thiệu cho mọi người cái này nha. Đây là khu để đồ vali. Ta sẽ múc nước ở đây. Đổ vào đây. À. À, kiểu. Mặt cô đi, đây nha. Đó, đưa nó chảy xuống. Đây. Đó, vũ khí thứ hai, con vịt nha. Đúng rồi. You got that big big bubble gum. Better keep my mouth shut. I'll just watch it. Bye bye. Mình vừa thay đồ xong. Bây giờ mình sẽ đi ăn trưa sau khi ăn sáng. Thế thôi. Chào, bây giờ tại mưa rồi rất là thái người ta. Bây giờ mình sẽ đi ăn gì thì nó chưa biết. Người tinh nha. Sau đó thì mình sẽ đi bàn gì đó không biết. Đang ở trong bản cát cát, mình đã đi được đến bản cát cát rồi. Mưa thôi nào, mưa. Và mình lúc nãy chưa mưa thì mình quên quay.
bây giờ đang mưa là dốc và đồng nha mọi người ơi. Mọi người hãy follow Instagram của mình để xem những ảnh mình đã đăng nha. Nè, nè, nhớ follow. Yes. Và đừng quên đăng ký cho kênh của mình nha. Ấn chuông để nhận được thông báo mới nhất cho video tiếp theo nha. Nhớ đó. Ui xà ơi. Tôi không dám quay vì sợ ngã. Thế bạn phá dẫu ở lây bên nắng mà mù. Xin tao đây là không phải là chơi nhìn chú. Một đoàn người ở đây ruộng khác nước. Đây là con đường đi lên. Leo lên đây, ôm về quá. Nhìn đây đẹp quá mọi người ơi. Nó mua chua à. Trời cứng. Đi về quá là mệt mọi người ạ, tại vì đường đông, khách nhiều, sóng nắng đôi, xấu biết đéo, quá phải đi bộ. Về nè. Thật là cái hương quen thuộc. Mệt quá. Đi về thôi. Tối nay nhà mình lại ăn quán trưa nay, tại vì ở đây có cơm ở đây rất là ngon nên là sẽ ngồi đây nha. Nay mình sẽ ăn lẩu cá tầm. Hôm trước mình vừa ăn lẩu cá xong, nay mình lại ăn lẩu cá tiếp, thì lên đây chỉ có cá để ăn thôi. Trên này chỉ có cá hồi và cá tầm thôi, là đặc sản nha. Ở đây có cái chẩm chéo này. Chéo ăn ngon đấy. Có cái gân rất là giòn. Và ăn xong cơm tôi bây giờ sẽ đi, chưa biết nữa, cứ đi thôi. Con phố rất là sầm uất, đông đúc, đông hàng quán đầy đủ cả. Tỉnh Sapa. Mấy em biểu diễn là một người đang ngồi
đông chưa? Đang xem đi đây. Giờ đây lại ngồi lang thang theo hướng dương vỉa hè. Đây là người cầm máy. Okay. Bây giờ là 9 rưỡi và 10 giờ thì xe điện nó mới đi được, nên là phải chờ đến 10 giờ nha. Đôi giày, đôi dép. Đường đi nó rất là dốc. Mỏi chân trần. Thôi đi nhanh lên một chút đi. Là nhìn thấy kiệt rồi. Thành phố về đêm chỉ có ăn thôi. Bây giờ 10 rưỡi rồi thì về thôi nha mẹ. Này rất là nhiều ruột nhỉ. À, dưa này rất nhiều ruột nhỉ. Bây giờ đã là 12 giờ rồi và 12 giờ hôm nay mình sẽ trả phòng. Chuẩn bị đi về rồi. Ngồi đây cho nó. Nhưng mà em đã đi về đâu. Do treo váy phởi đây nên là mình đã để quên luôn ở khách sạn. Đây là 11 rưỡi rồi. Ngồi đây ngắm cảnh nha. Chào mắt các bạn. Chị, ăn hết rồi. Tiếp ăn ở quán này, mình recommend mọi người nên ăn ở quán này nha. Giá ok, ổn và đồ ăn rất là ngon luôn. Giá hợp lý, không bị chát. Cửa hàng nào cũng sẽ có đồi nuôi này luôn, rất là sợ xò rồi. Cơm rất là ngon nha. Đếm gà. Ai check in? Tẩu lộn bài chi, tẩu lộn nan. Vào chủ bếp à? Trùng san chi họa hiện trùng sai. Ôi ôi cây. Hơi xàm nha. Nhưng mà cảnh đẹp nha. Ờ thì ở đây đẹp rồi. Đài chỗ cây đúng là đẹp thật. Ôi nắng quá. Đi đâu nhỉ? Ở đây có rất là nhiều mấy con gì khó chịu quá. Nó cứ bay bay trước mặt nó đi, khiến trước hẳn mặt nó đi. Quá đi ơi, bỏ máy ra đi, đã đi, đã đi. Ui ôi. Nó no. Hồn. Đi thành mực ba nắng thì mình sẽ lại đến Thác Bạc. Thác Bạc. Chẳng hai, chẳng ba. À đi lên luôn không? À đi lên thôi. Chạy bộ. Đi cầu thang. Dài ngoằng ngoẵng. Vuelan por todavía.
được cái mũ nha mọi người, rất là được nha, hợp nha. Xoay xe đi ô tô lên Lào Cai xe xe. Người mãi bây giờ việc đi đổi xe điện nha. Bây giờ mình đã đi đến ga Lào Cai và di chuyển đi chơi lên cửa khẩu Lào Cai để chơi nha. Go. Sẽ đi đây là mua hạt rẻ. Hòa hôn. Trung Quốc là mấy nhà cao cao tầng ấy? Cao tầng đấy là Trung Quốc á? À thế á? Chợ Cốc. Cốc Liễu. Cốc Liễu. Hòa hôn. Đây mọi người ơi, Trung Quốc hà khẩu, Trung Quốc hứa khẩu cột mốc nha, Việt Nam. Đây một nửa nha mọi người, một cái màu vàng mình, một màu kia là người ta. Thế mọi người, mình đang có mặt tại cửa khẩu Lào Cai và đây là cửa khẩu Trung Quốc là, và đây là sông Lộ Thi, con sông bắc ngang hàng một nửa sẽ ở bên mình, một nửa của bên Trung Quốc đó. Cuối của nó là chỉ biết mình sẽ đi về Hà Nội nên mình không cần đi tới nữa nha. Bye bye. 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 See ya.